cái con đường bên hông Metropole này người ta cho chạy xe rồi nè mọi người. Mấy bữa mình không có đi vô đường này được, mình phải đi bên kia. Công trường thấy lớn quá trời ha. Ồ, nhìn cái góc quá đẹp luôn, quá xa. Ồ, nhìn kìa, cái góc A3 này nè mọi người, quá đã ha. Hàng chi mấy đứa nhỏ nó hay rủ qua bên đây chụp hình là phải rồi. Quá sang. Cái lô đất bên phải này á, là một cái dự án khách sạn 6 sao. Còn đối diện với mấy sông kia là trung tâm hội nghị. Tức là hai cái lô đất này đều là đất đỏ. Ui, góc quá đẹp luôn. Để mình chạy xuống cuối đường cái đi, rồi mình quay lên đi cho trọn hai cái tuyến này luôn. Rồi. Giờ mình lạng qua bên phải nè. Đi vào cái ở giữa cái khu đô thị Metropole nè. Ghê chưa? Sang về Tây ha. Đầu có người chuẩn bị rồi kìa mọi người. Đó, mấy cái nhà mà người ta mua á, chuẩn bị rồi. Ui, khu phố đẹp quá. Trong đây đang trồng cây xanh. Đây là gallery nè. Có bảo vệ làm việc hết trơn rồi kìa. Quá đẹp. Cái công viên bên đây làm cao hơn cái mặt đường dữ vậy trời. Hai cái lô bên kia cũng là của Metropole luôn. Cái phần bên đây là The Rest nè. Cái cột lên cao luôn rồi kìa. Còn nhận nhìn gần sang chứ không? Mình nhìn từ xa mình thấy cái màu nó không được sáng, nhưng mà nhìn gần nó sang. Chừng vài bữa nữa là có người dọn vô ở rồi. Bay lại cam thấy nhỏ không? Đi vô đây thấy to thiệt luôn á. Thank you.
mời mọi người đi tham quan xung quanh Metropole với mình. Còn cái vỉa hè này họ mới làm lại nè mọi người. Cái cũ là bong tróc banh hết rồi, họ gỡ lên là họ mới lắp lại mới đá mới nè. Lô đất bên đây sang lắp cũng muốn xong luôn rồi nè. Lúc trước là nó thấp hơn con đường này cầu 2 mét. Nhìn cái mặt bên đây cũng quá trời đẹp. Sang tay. Yeah. Cái lò đốt giấy vàng bạc kìa. Làm giống như ở bên của thằng Vinhome. Nhưng mà cái lò này thấy nhỏ hơn. Ồ ok ok. Lắp full hết luôn mặt bằng rồi đó. Nó đẹp rồi đó. Góc phố rất là đẹp ha. Sang lắp xong rồi nhìn nó rộng, nó to. Xưa ở đây nó trũng xuống, nó thấp hơn cái nền nào 2-3 mét rồi. Giờ nhìn quá trời đất luôn. We'll be right back.
mà thằng The Red nó lên nữa thì cái khu này thì hết châu chê. Bắt đầu thấy khu này hấp dẫn lên rồi đó. Lúc trước nhìn nó lèo tèo thiệt chứ. Giờ mình chạy qua bên cái chính lô đất vàng bên đây cả nha. Nãy mình thấy bay fly cam, mình thấy có một đoạn hình như là mới chảy nhựa thì phải. Để mình vô coi phải không. Trời ghê không. Cao đoạn con đường thôi đó mà nó cao hơn cái mặt bằng cũ đến khoảng 3 mét. Nè à, đúng rồi, cái đoạn này chưa chảy nhựa, mới có đá mi à, đang lưu nền. Nãy thấy phần bên đây hình như là chưa có đá mi, nhưng mà chắc cũng làm cái phần nền đất đỏ xong rồi sao. Để chạy qua đây coi coi. Con lèo xuống vậy kìa. À bên đây thì chưa có gì hết. Kìa, mấy anh đấy xin bỏ anh kìa. Vực sát mấy sông đang săn lấp mặt bằng luôn nè. Hồi xưa có cái quán cà phê trong này, giờ dẹp luôn rồi. Là họ đang săn lấp mặt bằng dài ra tới cầu Thủ Thiêm 1 á. Đây còn đây là cái phần kế bên thằng Metropole nè, lấp cao lên khủng khiếp không. Đây có hơn 2 mét. Mai mốt chắc không còn chạy vô đây chơi được nữa quá.